Mày ngã đâu? Mày ăn chuối nó rồi nó mỏ cho mà tôi. Ơi ra. Cái này ăn chuối đậu bọng tất á ăn chuối. Chứ giờ chuối đây không ngã đâu. Rồi chứ. Hất cái chân quất đi. Ở tay nó trơn nhớt luôn nè. Nhớ nó đây. Nó nó. Đâu cơ? Rồi vô đây. Nghỉ mẹ đi, quá trời mệt luôn. Xe hơi khoáng ăn đi. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là ông xã ông đang ngủ trên trại nha bạn. Mới chương trình mình chôm được cái chìa khóa của ông đã bạn. Bây giờ mình sẽ vô đây mình có một ý đồ mua mua này mới nha bạn. Hôm nay mình sẽ có một cái bàn tròn mới để mà tròn ông xàm và tròn luôn te nha bạn. Cho hai người đó bất ngờ chơi nha bạn. Bây giờ mình sẽ vô mình mở cửa gạo của ông Sam ra. Mình sẽ làm một chuyện này thật là dữ tợn các bạn. Đây. Gầu cái chùm này biết cái chùm nào mà câu khóa này mở trời. Ây da, gì nào mới mày. A few moments later. Các bạn bây giờ mình đã ra đây rồi các bạn. Mình ra là cái chỗ này nói chuyện cho lớn hơn xíu bạn. Chứ nói chuyện nhỏ các bạn không nghe rõ. Tại vì mình sợ trong đó nói chuyện lớn quá. Em bé giật mình thức mắc công lắm nha bạn. Bây giờ mình sẽ cái màn tròn của mình cũng mình màn tròn mình như thế này nha bạn. Bây giờ mình sẽ vô trong đó, mình mở hàng gạo vô, mình sẽ xả hết xăng của ông xàm ra nha bạn. Mình sẽ chừa cho ông xàm lại khoảng chừng 100ml nha, chừng phải chừng xị thôi đó, cho ông xàm vừa đây chạy đủ một đoạn thôi nha bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ ra chạy, mình kêu ông xàm đó là xin nhanh với ông xàm là kêu ông xàm cho nông te bạn. Tại vì xe ông xàm á là có một cái công tắc đặc biệt nha bạn, nhấn cái lửa tắt nó không chạy được nữa nha bạn. Cho ông xàm kêu ông te xuống đẩy thêm một nồi mà cho ông te được một phút rồi xong mình sẽ cho luôn xàm nha bạn. Tại vì xe mình rút hết xăng rồi cho nên là xe không còn miếng xăng nào chân, cho hai người đó đẩy mua nồi luôn nha bạn. Nói chung là bạn cho này bất ngờ cho ông xàm nha bạn. Mình kêu ổng là cho ông te nhưng thật sự là mình cho luôn ổng luôn nha bạn. Bây giờ mình sẽ vô mở khóa nha bạn. Mình thật sự là mình không vô đây mình nói chuyện lớn không có được nha bạn, tại vì em bé thở bé đang ngủ nha bạn. Bây giờ mình sẽ mở cửa gạo vô trong đây nha. Đó các bạn thấy không, cái xe của ổng mới sửa mấy bữa mới gất đi xong thay đầu đèn nha bạn. Bây giờ mình mở vô nha bạn. 2000 years later. Các bạn xong rồi, mình tìm tội á, mình cũng mở được cái ổ khóa nha bạn, mấy ổng chưa hay biết. Bây giờ mình sẽ vô mình mở cục xăng nha bạn. Bây giờ mình sẽ vô mình rút xăng. Có gì mình hồi làm xong mình sẽ quay cho các bạn xem theo nha bạn. A few moments later. Bây giờ các bạn, mình đã rút được xe của ổng 2 chai xăng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ giấu 2 chai xăng này của ổng luôn nha các bạn. Trong một hồi ổng giảng bộ thêm muộn đầu luôn nha các bạn. Ổng cứ tưởng là mình tốt bụng, mình kêu mình hiến kế cho ổng cho nông te. Nhưng thật chắc là mình cho luôn ổng nha các bạn. Mình chờ 2 phát luôn nha. Vừa cho hết xăng ông te xong, cho ông te ổng đẩy thêm muộn đầu xong rồi. Cái hồi ổng chạy hồi hết xăng nữa. Cho ổng đẩy là chiếc này là thiệt luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ giấu vô bụi xá đi. Trong đây có trứng gà ông te. Mình giấu này nha bạn. Bây giờ mình sẽ đem chìa khóa ra đi và mình trả lại cho ổng nha bạn. Các bạn nhớ đón xem mình đang cho này nha bạn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình khiêu khiêu ổng cái xong mình nhắn tin cho ổng là cho nông te nha bạn. Hiến kế để cho nông te xong rồi cái cho nó ổng nha bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì mình đang nằm ngủ. Một giấc ngủ thật là ngon và nằm mơ một giấc mơ thiệt là đẹp nha bạn. Thì quay phim nó đánh thức mình dậy, nó hiến cho mình một cái kế, có một cái màn tròn để mình trả thù cu te nha bạn. Thì bữa hổm nó mới chơi mình một phát bơm tắng nha, nó đưa chiếc xe của mình và mình xuống ao luôn nha bạn. Thì cái mối hận này mình không rửa thì làm sao mà có thể nhịn được nha bạn. Thì quay phim nó mới hiến cho mình được một cái kế, một cái màn tròn để hốt lại cu te nha bạn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình xì bánh xe cu te cho nó sạch black nha, y như bữa hổm nó chơi mình nha bạn. Để mình rủ anh em vô trong ruộng bắt cá nha, để cái bánh xe nó xịt đét, nó đâu có đi được đâu, buộc nó phải đi chung chiếc xe của mình. Bữa nay mình sẽ hành cho nó tới công chuyện luôn nha bạn. Thì các bạn không biết cái màn tròn này như thế nào thì các bạn cứ theo dõi clip hôm nay thì các bạn sẽ rõ nha. Còn cái clip này, cái màn tròn này là ngày xưa mình đã từng bị dính đạn rồi các bạn. Nói chung nó rất là tuyệt vời nha. Thôi mời tất cả các bạn cùng đón theo dõi cái màn tròn hôm nay coi nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài để thực hiện những cái gì cho nó logic hết để đưa te vô bẫy nha các bạn. A few moments later. Thank you.
gì hả? Lộn gốm. Thèm hả? À đùi chứ. Tao tắt quay lại. Trời. Ủa không ơi, hình cái xe nó xử uy tín lắm bà tôi coi mà. Đúng không? Không ghen hả? Không banh nữa trời. Đủ không có bay không hết. Cho anh bay cái con vợ nữa trời. Trời ơi trời. Làm xăng quá. Kim te nảy vô số luôn rồi. Đúng rồi xăng. Nó mới lên hơi kìa. Rồi to luôn cậu. Còn sao? Sớm còn cây xăng với đậu xăng miền nè. Ủa, cháy không nhiều luôn á. Ừ, cây xăng còn cháy go go kìa. Vì sao mà mới hổng mới sửa đậu xăng ngày bạc mà không còn xăng mới chịu luôn hả? Mấy cha không chịu đậu. Mà hổng mới tôi thử xe ngon lạnh rồi sáng nay kỳ ra. Xăng còn luôn. Rồi. Rồi giờ sao? Chạy ra nè. Chạy ra chạy không? Trời ơi, đùi dưới trời. Không, 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 cho anh bơm tắn xuống dưới mương vợ cho không luôn. Đúng rồi, đẩy, trời đẩy nó nổ không? Đẩy thử cái ơi. Biết đâu được. Ông không nặng nhẹ hả? Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, không có đường nhẹ nặng nhẹ hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi, xe đã được luôn. Trời. Mày đẩy một cái mạnh nó vô số cho có chết chạy luôn. Ủa, không như xe mới sửa đem giục mẹ đi mày ơi. Khi mà vô số nó nổ gượng rồi mày đẩy ra rồi luôn, đừng cho nó nổ luôn phải không? Giờ đẩy mạnh cái đúng không? Ừ. Bắn ra luôn đi. Càng đẩy càng cứng. Mày lên hai, mày lên là chạy ra ngay. Chết con máy gì rồi. Chết con nha. Chưa cơm đẩy không lên. Đẩy đi. Dìm nào chưa cơm gì đẩy không nổi luôn trời. Dìm nào tao kêu vô số rồi mày vô số ok không? Ok. Không muốn không đẩy không nổi tao đẩy rồi tao đẩy ra. Dừng xe đi. Dừng xe đi. Thôi chạy rồi kìa. Gì vậy? Hoài cái trời. Không được ta chân trời. Không còn tác dụng cái gì không nổi ơi. Em hả? Mày vô đây. Đâu, không mới lên ngồi xe chưa nóng đít mệt nhẹ lắm. Dứt chạy hồi dụng xe mẹ em đi. Để ra cái đi. Mày giống như ta đẩy nãy vậy á. Bắt chán nhà phát hộ ăn luôn đó nha. Ừ. Đuối nhẹ hả? Ủa, hổng xe không cứng ngắt rồi trời. Mày lên. 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 Mày bị lao đi. Đẩy cái này, cái đẩy xíu đi, nó thôi. Đẩy nhẹ rồi ơi. Mày có bị lao, mày đẩy cái này. Ờ, bắt mày này lại đi. Quá trời mệt rồi. Mày đẩy cái vô số chạy không trông, mày con cá bắt cái này, con cá nó bắt trời. Ồ, không đẩy nữa. Mày này mà đẩy mạnh giống ta được không? Mày đẩy yếu đuối trời. Mày đẩy hết sức luôn luôn đó. Mày đi định chỉ gì vậy? Định chỉ gì đẩy xe em nổi hả? Đâu, không nổi nữa nè. Cũng tay mày vậy.
xuống sông rồi chó sẽ hư luôn. Cho hư rồi, đẩy đi ông nội ơi. Mà này đám nhâm nó bị lòi chỉ luôn vậy, đẩy không nổi gì trời. Xích không tiếng mình luôn á. Hay quá. Chúng ta đời bị chỉ vậy. Đẩy cái nó coi. Ừ, cái này không nha. Quá đúng rồi. Khi mà chiếc xe nó nổ gượng là phải dùng lực, mày đẩy mạnh luôn cho nó nổ luôn, phải không? Đợt này là tôi đẩy cái văng dưới sông luôn nè. Đẩy văng sông chi nữa ông nội. Nắng quá trời nắng lên. Trời ơi. Cái mệt cái nó chán trời. Trời ơi, đẩy xe không cũng bị mệt trời. Trời ơi. Dứt. Dứt nha. Ừ. Phát đèn luôn đó. Ok. Cậu xe chở nặng đủ không? Thôi mày đi. Tức chờ luôn chở nặng nhẹ hả? Đi. Đi ông đẩy đi, đi đi trời. Thôi dẹp mẹ đi, thôi dẹp mẹ đi thôi. Để con què, để con nổi luôn sao mà nổ. Trời ơi, mệt dẹp mẹ. Không đòi ông ngồi hơn con đá của Tài Hiên đó. Lấy gì mà yêu đuối với trời. Tôi dùng hết chân rồi đó. Đâu không biết đạt, ông dùng gì gần chứ luôn. Mày lên, mày lên cái này. Mày dịu đuối với này. Em đem đẩy cho biết. Gì đẩy không nổi luôn trời. Đúng rồi, không nổi luôn rồi. Trời ơi, đẩy thì đẩy mạnh lên. Làm gì hả? Để đây đi. Tao đẩy cho đây. Ồ, hổng giờ lên cái xe ngồi bụng bụng cái tay chân luôn trời. Đậu không này cho nó là bánh xe luôn nè. Đậu không á. Đi, đi. Nắng quá trời nắng rồi nè. Này mà coi đẩy không có đậu mà đẩy kiểu đuối. Nè, đẩy mạnh vậy nè. Ồ, đậu không. Vô xe đi. Vô xe đi. Rồi bây giờ vậy? Tắt nữa rồi. Sao tắt nữa rồi? Đẩy ra nữa coi. Chết luôn quá. Đẩy ra đây. Sao xin cái bắt lại đi thôi ơi. Nói gì làm đó đi. Bị gì trời. Vé đủ dưới trời. Đậu không mới sửa xong rồi. Đó rồi. Lên rồi kìa. Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Trời ơi trời mừng quá mà. Rồi tắt rồi cái đậu. Trời trời mới mừng quá trời. Ôi. Đó xe cùi rồi. Cái động mẹ luôn mà ơi. Ông gặp ai em ông cho ông làm phước mẹ ông đi. Quả quá trời luôn chứ. Mày nói cho tao khỏe dữ hả? Để coi. Cái đi. Để ngẫu đi. Ừ. Nhớ mượn nó dẫn bộ gì luôn mày. Để ngẫu đi. Cầm cái vỏ ơi. Đổi thèm. Thấy thèm hả? Để ngẫu đi. Tao đổ nha. Tao bắt chấn cái nè. Ủa không quá luôn cái xe, ủa không hợp tác cái luôn. Rồi đi nha. Ủa mày đẩy mạnh cho tao nha. Tôi đẩy nãy hơn ông luôn xạo xạo. Hơn đủ tôi đẩy nổ, còn mày đẩy nổ đâu. Ủa không xe ông nó nghe lời ông thì tôi biết đâu. Cái lời xe mà cái lời cái đẹp kế vậy. Người ai nó chở chứ. Đứng rồi. Lẹ đi. Tôi mà đẩy nổ cái lên tôi chở cho tụi. Thôi mày chở ra mày cho nữa vậy ngu à. Nghĩ sao cho anh đang mệt thế mẹ cho anh. Tao không có mẹ mới cho anh. Ờ tao không giờ tin tưởng nữa. Lên nè. Lên. Ở hai cái giò gì đi không nổi luôn trời bực dữ vậy. Ủa không càng ngày càng cứng vậy trời. Có bóp phát không vậy? Gì nữa? Chị đâu lấy người bóp. Sao lại đuối vậy này? Sao chạy được? Sao số? Hai số vậy hả? Có đừng thay ra. Đừng thay ra. Đừng thay ra. Thôi dịch mẹ dụng với cái đồ. Ủa bọn mà để giống như bị tỉ. Kêu đổ xe đổ. Không có khởi đầu chạy nữa nữa. Nổi cứng mắt à. Mẹ hết cơ lạnh lên cái ơi. Chắc hậu tôi lột kích ra rồi. Cô ấy đây. Một ngao nữa nó không chạy thì dẫn bội luôn mày. Ủa không lấy nhang đốt hâm tương đi. Bây giờ đẩy một ngao đi nó không chạy gì đâu khỏi bắt cá bấm gì chứ. Ủa không. Không á. Thôi đẩy cái kêu xe cẩu vô kéo xe không hay gì tôi đẩy không nổi luôn rồi. Một ngao đi đi nếu mà không nổi thì dẫn bội gì đâu khỏi bắt cá luôn. Dạ mày đi. Ông hả? Ông hả lên thôi kìa. Mày hãm cái gì mày thở khí hả? Trời ơi, ông này không chơi ba đứa nữa. Mệt nhẹ à. Mày hãm cái gì vậy? Lên nè, lên nè. Cái này cuối cùng nữa nha. Ok. Tôi dứt hết chiếc tường rồi đó. Ờ, lấy hết sức mình xin quốc cái. Ủa, tôi đâu hay nói tôi quá vậy bà trời. Đó, tôi hết á. Mày không có lên.
Tới đây, tới đây kìa. Cố lên ơi, em sẽ tưởng anh, cố lên. Cố lên ơi. Xe với cái quần đùi á. Dạ, rồi ba gì ạ? Chạy sẵn mặt lờ luôn. Chạy cho tao cái cậu cậu cái trứng nữa trời. Cái giò vợ tắm luôn rồi. Nếu mày xích vô cái giò tao nhẹ. Chưa mày yếu quá. Tao tự chơi nha. Thấy không hả? Trời nổ rồi. Cậu không định hành cho ông chết luôn vậy? Ông không đâu đâu. Mất chết mẹ luôn trời. Mày vô quan đi nó quá trời đó mọi người. Cậu đi, cậu bắt được đẩy qua mà đẩy ra đi. Quá đi hồi giờ thì cứ cháy người luôn. Cậu bắt đẩy luôn. Sắp đổ rồi, lại đi này ơi, chạy lên đi. Chiều rồi, bắt áo kịp đó. Tao ơi. Tao ơi. Giỡn mày cho sậu, mày bay bông tắn xuống quần, mày hay ho mà. Nó đẩy có mấy cái thở rồi trời. Đẩy mệt nhẹ, chết buồn. Bố thắng không, mày dính cái gì, ngắt nè. Đẩy không có đi. Thật xe thẳng đi bên con gì, bố thắng dính trọng. Sao nhậu lên, nào trời. Không lẽ không lên đâu mấy cái kia hắn lại. Chim mày á, chim nào nữa. Mày ngã đây. Thôi tôi thiết nghĩ là bây giờ thì không nên đậu cái xe, không nên đẩy dưới sông đi. Mình đi một cái một vòng khu này đi rồi. Bỏ xe luôn hả? Thôi quay lại mình kêu anh em mình kéo lên. Rồi cho banh nữa đi sửa nữa. Đẩy ngã đây. Cuốn đầu trong xa đó ông nội, đậu bụng chứ không chạy mấy con cá đẩy ngã đó coi. Cái giò tôi bây giờ hơn đậu không chung nữa, chân dài nó nói nhẹ. Đẩy ngã đây. Đẩy nó đi. Nó đi, cố lên. Cố lên bạn ơi. Thở đậu, anh thở nhẹ. Cá này thấy không nha. Đẩy lấy chớ vô số, hay là vô số luôn. Gì? Cá này hay vô số. Lấy chớ vô số, hay vô số luôn luôn. Cái lấy chớ đi. Con cái lấy chớ. Ừ. Ok, lấy chớ nào. Ok. Đẩy nó vô che thằng nha. Ok. Trời trời đậu. Đẩy đi. Giờ tôi thấy ba anh em ra 8-9 thằng luôn nha. Hình như ngồi đây nó nặng hơn vậy mọi ơi. Ngồi đâu nặng, đẩy chưa đẩy đâu mà nặng, cái đẹp gái vậy. Nhẹ 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 lại nè. Đâu cứng nữa trời. Dính tôi hắn là gì ba ơi. Nó bị què nó cứng đụng. Cộng hơn cao dính sắc. Không có nhẹ lắm. Lại đi đi, tìm cách sửa. Cái đầu cho ngủ này ai sửa. Đẩy cây đi. Đủ, hôm nay tôi mổ không được chứ. Đẩy cây đi. Nhất, một, hai, ba. Ủa, tôi có cơ. Ai? Bị hư luôn rồi. Cái bê cái gì mà ơi. Cái bê luôn cái gì nó hỏi luôn rồi. Cái ngạt luôn rồi. Ừ nó khác này trời. Khác luôn. Bị á. Xe gì bệnh đậu không bệnh gì bệnh đủ bệnh trời. Lỡ này bị cái xe mà coi xe ơi, phải đậu canh luôn gì trời. Ngạt trời. Nó khác luôn trời. Cô biết xe đâu, cứ coi đi. Khác luôn kinh luôn rồi. Thôi không. Còn kinh luôn. Thôi trời hãy chân tấm. Chiếc xe đang hưng tôi cái gì á, đang gần cho tôi ngồi. Cô còn nhớ không?
Hùng, Hùng nghĩ sao mấy thai không Hùng nhớ không? Đâu không sợ nữa, nó sao nhớ sao? Hùng hay nhớ cho có nó luôn quá. Đâu chẳng nhớ rồi. Hùng còn đi nổi nữa không? Tôi chỉ ngồi xe nổi không à. Giờ đừng có đẩy rồi lại em mới xỉu nổi nha. Trời, đẩy có mấy cái ngủ đuối vậy. Trời đâu, Hùng chứ xe mới cởi mày trời. Nó chạy mấy trăm cây số nó mệt, mày đẩy nó có chút xíu mệt trời. Không đẩy đi, nãy tôi ngồi xe hơn á. Chị nãy giờ tao đẩy mấy ngào mệt rồi. Không đẩy có hai ngào nhiêu. Ít gì hả? Tôi hồi nãy cứ nhắc à, bố hắn hư rồi. Thấy là ông chứ nó dục hai xe gì rồi luôn nữa. Dục hai xe nào? Xe ông với xe nó. Xe nó đậu không cái bánh xe bị bu gì sao đấy. Wow. Xe tôi giá không đâu trời. Không. Quá quá. Xe bị lủng xe, chiếc thì thấy thèm tắt máy hoài. Đẩy cái ta. Cái đi. Đẩy nó thôi. Mấy xe em cắn người tôi mẹ em đi. Đi em ơi, lẹ nó. Chiều luôn giờ á. Mày cứ ai tại biểu xe mày bị đụng bánh vậy? Đẩy tới nó cái lụng. Xe ai từ đó tôi đẩy chứ, tôi kêu tôi đẩy. Đẩy thôi. Thôi. Mày đang đẩy anh đẩy tôi cái trời. Thôi tôi mệt rồi. Tôi đâu rồi? Cho nổi thì đâu. Xe ai người đó đẩy đi, ai đi ghé tôi đẩy đi. Ờ mày đi ghé mày đẩy cho mày. Đẩy xong cái một xong mẹ đi coi vụ không mình nghe. Đẩy tới cho mày chú Hằng. Ngàn nữa quá. Vô đẩy tới cho chú Hằng. Nguồn này mày nín thở, hồi mày thở được cái gì vậy? Đậu phộng. Nó hụt hơi. Đâu nè, tao mày tao đẩy tới vô. Mày thở lại, chiều mày thở được cái gì vậy? Chắc ăn nhàn sớm quá. Mày này cày không? Đẩy bơ, đẩy bơ, đẩy à. Bây giờ tao nói cái gì nè, mày nín thở đi, rồi chiều mày thở tiếp. Ông bán xe mày ăn đi, mệt. Quá. Tự nhiên chắc mày trong cuộc bán xe không? Thì quá trời mệt, tao bán cho người ta chạy đi. Chạy ngậu đi. Hổng lấy gì băng được vậy, mẹ sao không đi mà quá mà tao thiệt. Nói nhiều quá thì mệt, thấy rồi. Chạy đi, nói nhiều quá. Tính giò chạy không nổi. Vậy nãy nhắc đi bộ đi, vô số cách nào chạy. Ủa, hổng như vậy chạy không nổi luôn, đúng rồi. Nãy vậy, vô số cách nào chạy. Trời ơi, chạy tôi hay quá. Xe sửa mà hổng, ok lắm, giờ thấy hèm chứ. Ủa, vậy nãy đi bộ vậy hả? Đẩy ngậu lên, anh thôi, tôi quá, anh đuổi rồi, tôi cố gắng hết sức rồi đó. Đậu phộng đẩy vậy sao vô xuống. Đẩy không có nổi nữa. Gì dạ? Thôi dựng lị cái bưu luôn quá, đậu phộng gì đẩy vậy, ôi trời. Khá được lên 2. Rồi lên 2 kìa. Chúc mừng cái chạy. Bốn chán nha chú xe ơi. Đi vòng giống vòng xe. Đi vòng xe lo hả? Đổ đẩy đi mấy con ơi, đổ nổi ơi. Cái này cuối cùng nha, tôi dùng hết sức lực, tôi ngã luôn nha. Mày ngã đâu? Mày không chúi nó rồi, nó mỏi cho mệt ơi. Ơi nè. Cái này sao chúi, đậu bọng tất cả này, chúi. Chứ giờ chúi đây không ngã đâu. Rồi chứ. Bất cứ chưa bước đi. Ở tay gì nó trơn nhớt luôn nè. Nhớ nó đây. Nó nữa. Đi sao chưa? Rồi vô đi. Con nghỉ mẹ đi. Quá trời mệt luôn rồi. Xe thì phán ăn đi. Đâu à? Gì vậy trời? Tại cái xe này đụng bánh không đâu, đâu lấy xe này ra đâu mà bị chiếc đạn trời. Cái này cái giờ tôi nhớ cái trời ghê luôn. Nãy nó nổi đâu? Nó nổi rồi. Tại sao? Chân cuối không nổi rồi. Chứ đây này. Tại sao chân cuối nổi? Túm rồi. Chân không buồn. Không đáng đạp hai cái nổi chứ trời nổi cái trời. Trời ông đậu với xe con nổ không trời, luôn không hết nổ không trời. Giấy ông xe cứu cháy ông xe ơi, mệt quá trời mệt xe ơi. Giấy coi. Giấy ông xe ơi. Giấy ông xe ông nào trời. Giấy ông xe nghiêm cho. Ông xe nghiêm cho nổ cái ông xe nghiêm ơi. Ôi ông xe nghiêm lên trời. Đâu rồi. Ông xe nghiêm lên trời. Ông xe nghiêm lên trời. Giống bao xe nghiêm dữ vậy. Đi theo Lục đi. Hoài rồi mấy ba. Quá trời. Ủa tao đâu có tôn đâu sao tắt cửa chạy. Rồi. Mày cho mày chọn gì chạy? Nãy giờ không đi hả? Nãy tao cho mày lấy cái gì?
Cái gì cho tôi nãy giờ nữa đẩy hết mẹ luôn, đẩy hết mẹ luôn, đẩy hết mẹ luôn. Nãy tôi cho nên tao đẩy cái gì? Cái gì cho tôi nãy giờ nữa đẩy hết mẹ luôn, trời mệt rồi. Quay gì quen. Hôm qua mày không tan cho tao đi không? Trời sao luôn vậy? Không chịu à. Sao con quay vậy? Hồi nãy không đổ xăng hả? Không mới sửa hộp đổ xăng rồi. Không chịu quay chạy. Mày bấm tắt chứ nào là đổ xăng ngày sao, sửa xăng ngày sao? Cái mình xăng hết tôi mới sợ đó. Mày giỡn hết xăng trời. Giỡn xăng. Quay không à? Không, 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 nãy giờ là chiếc xe không có bị hư cho là tao cho anh mày, tại vì công tắc nó nằm đây nè, tao bóp công tắc này á là nó tắt. Mẹ đi, nãy giờ chống mặt nhẹ lắm, giờ đứng là chịu nổi luôn. Trời, giờ tao động cuộn hết xăng rồi sao? Ủa bỏ mấy xăng không quéo. Trời, xăng đẩy xong mẹ đi, xe tới bỏ được á. Quá trời sợ rồi, rút tự xe coi cà đem. Xe tôi cũng cần nói rồi. Rồi đủ khổ một cái. Thôi rút trọng miếng xăng đi ông này. Rút trọng miếng xăng đi. Để kiếm cái chai rút trọng miếng xăng nha. Sao chạy đâu hết xăng nó thèm. Rút trọng miếng xăng không? Lấy chai rút trọng miếng xăng nha bạn. Kiếm chai mới được. Từ từ thôi. Đi sẽ đắng xíu rồi. Đi sẽ đắng xíu để kiếm chai. Đi kiếm chai. Ơi, đi kiếm cái chai ơi. Đây nè, chai đây nè, thấy rồi. Hồi là ông phải thủ thế là chạy liền nha. Xin đợi xíu đi, xin đợi xíu đi. Xin đợi xíu nữa, ông chạy lại nhanh lắm. Nữa đi. Để đây mới có chai nè. Ông chạy lại chút đây đi. Chạy chút đây, hồi tôi chạy lại. Ông phải thủ thế trước nha. Ê, có chai rồi, có chai rồi, có chai rồi. Chạy ra mày. Để lấy xăng cho này. Xe ông lùn ổn, nói còn miếng xăng chứ xăng à. Nó ra rồi cháy vô. Cái gì đủ mà cái đó xăng chứ không nhắc xăng, cái đầu xăng đi xăng. Ai biết đâu xăng đổ sao nó le vậy nè. Có bị không không bú đủ có rứa gì. Ê, xăng. Đây mà không đổ được. Xe ông lùn chạy được cái máy xe không chạy được mà đi. Mày khùng tới nữa gì chạy đậu phòng nước lạnh mà kia bò đổ vô chạy. Tao mới rút ra đó. Rút ra nữa đi chạy đậu phòng nó xúc gì hả? Lao. Nước xăng của ổng á, lại đi. Không đổ tôi đổ luôn à. Thôi nè đó hả? Thôi đổ lấy đậu nước mà đổ cái thèm. Nước thèm thèm mà nước. Xăng nó nhắc nè. Cái này mà nó xăng nè. Xăng mà con có lạnh không? Nè xăng này xăng nè. Đâu không có nó 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 nè. Đây nãy dẫn dây chứ trời đang mệt nhẹ lắm. Không xỉu luôn à. Con lấy xăng đi. Xin xăng không có gì. Xin xăng thôi lấy xăng. Trời dữ quằn dữ trời. Ủa ai biểu ông trọn ông kia cười hí 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 giờ thấy ông hết xăng giờ ông mấy gì? Xe ông đổ 60 ngàn xăng. Ủa xe đổ 60 ngàn xăng tôi nhớ hết xăng. Anh nó canh nó bay đi xăng cái gì? Tại vì ông cho nó không chuẩn bị trước. Ông mới đổ 60 ngàn chưa chạy đâu chứ. Nè 60 ngàn ông bay nè. Là sao nữa? Đây. Là tôi. Xăng lụng hả? Xăng lụng gì? Xăng của ông á. Xăng của ông á. Xăng của ông á.
Tôi là chỉ mua mô quỷ kế, tôi chỉ kêu ông cho ông te thôi. Nhưng mà trước khi đó là tôi ăn trộm chìa khóa ông, tôi vô nhà ông tôi rút xăng hết hết rồi. Nè, này là xăng của ông nè, tôi vô nhà ông tôi rút xăng hết rồi. Bởi vậy tôi mới kêu ông cho ông te để cho ông chạy hồi hết xăng. Ông nhắn bồi gì luôn. Nè bây giờ sao không nè? Đưa cái quần đùi vô, đưa cái quần đùi vô, cái bộ gì thấy cái cảnh luôn. Ê ông ta, này, không có giáp bộ không vậy? Không, không. Cho ông ta gì tôi cho ông chủ yếu á. Ông tự lo xem, tự dẫn đi, tôi không phụ ông đâu. Ông tự ông ngồi ông đẩy mà anh đẩy chứ sao. Ủa làm gì mồ hôi ông nhiễu rồi, đợi em sao? Đưa sang cái đồ chạy về ông bú. Đưa cái quần đùi đi. Nãy xăng đưa gõ gàng không? Đừng có cho ông. Không có cho. Tôi xe tôi tóc qua tôi về. Bỏ theo đi. Đưa xe đi bu. Đưa lại em đưa không có quần đùi á. Mày miễn kế tao cho sao ơi cho tao. Không có được. Nó nha, nhớ nha, nhớ cho anh nha, cho cho kỹ vô nha, giở mặt ông kìa đó, bị cho anh đầu tiên mà sao xạo bây giờ bị nó bơ bơ mồm cơ. Nó kêu cho anh mày ra bu. Nè ông xạo uống miếng nước cho khác đi ông xạo. Cho miếng nước cho khác nè. Nè, xe giờ nó bị hư nè. Thì cái hết xăng nè, rồi đẩy bộ mình nè, ngồi nè, ngồi nhảy múa rồi đuổi đi. Tôi có ba tôi về ké đâu. Ông cho này về ké nha. Cho đây về ké luôn. Ừ, cho giác bộ thấy bà ông đi, vừa cái bụng người chứ. Vậy. Mấy bạn gì đây? Đó, ông bài mua rồi mấy này hợp tác đơn vợ bị nè, ông nè. Đứa tại em. Anh hai chỉ khó đi bộ giống luôn nhanh hay. Chạy lép luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh hai mình nhìn lắm luôn, nhìn lắm luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh hai mình đi bộ chung với ông xào nha các bạn. Thôi anh hai đi bộ chung không đi cho vui. Giờ gửi em gửi, vậy bây giờ anh gửi em kiểu đi anh cho anh, em cho anh có vàng. Bây giờ mình sẽ cho hai ông dám bồi luôn mà. Mình chơi phải. Bây giờ có cơ hội rồi phải chơi hai người luôn chứ. Xăng này mình đem về nhớ bạn. Để lẽ không. Lên. Mình cho hai ông. Chắc bồi luôn các bạn. Đi về. Dễ điêu rồi. Thôi bây giờ là mình chạy về luôn nha bạn. Nói chung là cái xăng này hả, thôi mình đem về luôn đi. Nói chung là mình cho là chỉ như này nha bạn. Cho ông xào ông nhắn bộ vậy thấy buồn nộn luôn. Ông với anh hai mình. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi về luôn nha bạn. Chạy về luôn. Nói chung là các bạn cho này thiệt là vui nha bạn. Các bạn thấy hay các bạn nhắn like cho anh em mình nha. Bây giờ anh em mình sẽ chạy về luôn các bạn.